Em Đạt Trần, Audio Hà Nội xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ, mời các bác ấn vào đó để đăng ký kênh bên em cũng như là theo dõi và cập nhật các cái sản phẩm audio mới nhất. Và cũng rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì bên em lên sóng cho các bác một cặp loa Bookshelf để phù hợp các bác chơi trong những cái phòng nghe nhỏ hoặc là những cái căn phòng ngủ của các bác. Cặp BMW kép DM610, sản phẩm đến từ thương hiệu BMW kép, một trong những cái thương hiệu hàng đầu trong làng âm thanh của Anh Quốc. Và cái sản phẩm này thì là được sản xuất tại chính quốc đất nước Anh các bác nhé, hàng sản xuất tại chính quốc đất nước Anh và mới với một cái mức giá rất là hợp lý thì lát nữa em sẽ nói. Và xin đi sơ qua về cặp loa này. Cặp loa này thì cấu hình nó sử dụng một loa bass đường kính 20cm, màng carbon gân cao su, một loa chép dom. Và cái thiết kế của nó thì nó hao hao giống các cái đàn Anh là 620, 630, 640. Con này là cái phiên bản Bookshelf, phiên bản 610, cái 610 đó. Cặp này thì về thì còn rất là đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc và nguyên zin. Đồng thời là cái số series hai loa nó liền kề nhau rất là đáng quý và đáng sưu tầm. Mời quá cùng xem nhé. Cặp này thì nó có cái màu xám xám ghi hơi đá sang màu đen một chút, chúng ta gọi là màu xám cũng được mà màu đen cũng được, thì nó còn rất là đẹp. Bookshelf thì quay sẽ rất là dễ thôi, em sẽ kéo ra một chút để em quay cho quá xem. Đây, nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nó không có một cái điểm gì xấu hay là sứt mẻ một chút nào đâu. Thì đây đằng sau của nó, đây nó có ghi là BMW kép DM610 và cái này là số series của nó là 292 287, còn cái bên kia của nó là 292 288 và cái dòng này là Made in England. Các bạn cùng xem, các bạn có thể thấy cái dòng chữ Made in England ở dưới không? Đó, cặp loa được sản xuất chính quốc tại đất nước Anh, rất là hay luôn. Nhiều bác thì đang săn lùng cho mình một cái cặp Bookshelf nhỏ nhỏ để nghe những cái phòng nhỏ hoặc là mua thêm vào cái phòng audio của mình cho nó thêm đa dạng, hoặc nghe trong cái phòng ngủ. Cái bác chơi cặp này cho em rất là đẹp và hay. Đấy, các bác thấy không ạ, thành quét góc cạnh của nó thì còn nét căng luôn, vuông thành sắc cạnh, nó có cái màu vân gỗ nhưng mà màu đen. Ở bên này nó là cái series của nó là 029 288, series nó liền kề nhau. Cái phần cọc loa thì là cái cọc loa bóc chuối và nó đánh được cái cầu BY các bác nhá. Về cái kích thước thì cái cặp loa này nó cao tới 50cm, chiều rộng 23cm và chiều sâu khi mà lắp cái căng là 30cm các bác nhá. Cấu hình là một cái loa bass 20cm. Bát này nó sử dụng gân cao su lõm để cho cái tiếng trầm rất là sâu, gân cao su zin theo loa, một loa chép dom. Ở phía dưới này thì nó có cái logo bên với kép rất là lớn ở bên này, và cái mặt này thì nó làm bằng cái mặt nhựa thì có khắc cái họa tiết thì tạo những cái hiệu ứng âm thanh và tạo cái hiệu ứng màu sắc khác nhau. Em quay theo cái hướng này thì nó là cái màu trắng ạ, nhưng khi em đổi hướng cái ánh sáng khác thì nó lại tạo ra cái màu đen. Nó rất là hay, là như thế, độc đáo. Và cái cặp này thì còn về rất là đẹp, xuất sắc cũng như là nguyên zin tất cả. Đây là cái chiếc e căng của nó. Thì cả hai chiếc e căng nó đều còn đủ cái logo bên với kép ở đây. Dòng này thì tuy là dòng Bookshelf nhưng mà cái chất tiếng của nó rất là người lớn. Các bạn có thể chơi những cái dòng nhạc rất là hay, chơi đa dòng nhạc mà không kén âm ly. Chơi cho những cái phòng nghe cỡ khoảng dưới 20m hoặc khoảng 20m đổ về thì là nó chơi hay. Chất âm rất là tuyệt vời. Dòng BMW kép thì khỏi phải nói rồi. Mày qua cùng nghe nhé. Trên thung lũng xa như một tiếng kêu cầu, làm sao để ta quên đi
đời em tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đưa quên nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát, đường mây giờ đây xa vắng dấu chân đi ê đàn, vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Đời em tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng quên nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ lại cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối xa cho lòng nát, đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng, vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như con thuyền lướt, đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng, vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như chất âm của cặp BMW Loop DM610, dòng sản phẩm loa rất là hay. Và cái cặp loa này thì bên em Đạt Trần cũng xin phép được báo giá các bác. Sản phẩm này có cái mức giá là 5.500.000 đồng. Vâng, chỉ với 5.500.000 đồng là các bác đã có thể sở hữu được một cặp loa Anh Quốc rất là hay, trong cái tầm giá của nó thì cực kỳ là đáng chơi. Vâng, 5.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mời qua alo trực tiếp cho em Đạt Trần, số máy 0983586968, bên em có ship đi toàn quốc các bác nhé. Và cái cặp loa này thì về chỉ có một cặp duy nhất và nó đẹp xuất sắc cũng như là nguyên zin tất cả. Bác nào có nhu cầu mời qua alo sớm cho em, vì cơ hội sở hữu cũng không có nhiều, rất là hiếm khi về được, mà về nó chỉ có một cặp này thôi.
chưa dám nói. Nếu có chia ly suốt đời, đừng quên. Vâng, bác Đạt Trần xin được kết thúc clip này tại đây. Bác nào có nhu cầu sớm cặp loa máy qua alo trực tiếp cho em Đạt Trần, số máy 098 358 6968. Em Đạt Trần xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo, và xin chào.